Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy 2.com. Hôm nay cô và các em cùng nhau bước vào phần Communication Unit 3 Peoples of Vietnam trang số 31, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Number 1, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là phần Quicks. What do you know about the ethnic groups of Vietnam? We're impaired to answer the questions. Right. Bài tập số 1 đó là câu đố ha. Quicks ở đây là câu đố. Và bạn biết gì về những nhóm dân tộc của Việt Nam? Và hãy làm theo cặp để trả lời những câu hỏi sau. Number 1 đó là What do most ethnic peoples in Vietnam live on? Câu số 1 đó là hầu hết người dân tộc ở Việt Nam thì sống dựa vào cái gì? Thì ở đây mình có hunting là săn bắn, rice farming là trồng lúa, và fishing là câu cá. Thì ở đây chúng ta có là hầu hết người dân tộc Việt Nam thì người ta sống dựa vào cái nghề là trồng lúa ha. Thì mình có từ rice farming. Number 2 đó là which ethnic groups live in the southern provinces? Câu số 2 có nghĩa là những nhóm dân tộc nào sống ở các tỉnh phía Nam. Câu A đó là Khmer, the Khmer. Rồi câu B là the Thai, câu C là the Sandan. Thì ở đây mình có những cái nhóm dân tộc sống ở các tỉnh phía Nam thì đó là người Khmer ha. Câu A. Number 3 đó là which group has the smallest population? Đó là cái nhóm nào thì có dân số nhỏ nhất. Cái nhóm dân số nhỏ nhất thì mình có là the Proud hay là the Jut hay là the Odoo. Thì câu trả lời đó sẽ là the Odoo ha. Odoo là ở đồng bằng sông Mekong đó. Tiếp theo, number 4 đó là where can we find Terrace View? Chúng ta có thể tìm thấy được ruộng bậc thang ở đâu? In the Central Highlands. Đó là ở những vùng cao nguyên ha. Trung tâm vùng cao nguyên nè. In the Northern Mountainous Regions. Đó là ở những cái khu vực miền núi phía Bắc. Và câu C là in the Mekong Delta, đó là ở sông Mekong, ở đồng bằng. Rồi bây giờ vậy là chúng ta có thể tìm thấy được ruộng bậc thang ở đâu? Thì đó, câu trả lời của chúng ta sẽ là ở những khu vực miền núi phía Bắc, cho nên chúng ta sẽ chọn câu B. Number 5 đó là where do the Laha mostly live? Câu số 5 đó là người Laha hầu hết sống ở đâu? Câu A đó là in Kon Tum, ở Kon Tum. Câu B là in Sóc Trăng, câu C là in Sơn La. Thì hầu hết những người La Ha sống ở Sơn La. Mình chọn câu C. Number 6 đó là which of the following groups had the most colorful clothing? Nhóm dân tộc nào sau đây có trang phục đầy màu sắc nhất? The Hoa nè, có nghĩa là người Hoa, the Nùng, người Nùng, và the Tày là người Tày. Vậy cái người mà có trang phục đầy màu sắc thì đó là người Hoa. Mình có câu A, người Hoa. Chuyển sang bài tập tiếp theo. Rồi, bài tập tiếp theo của chúng ta đó là where do these ethnic groups mainly live? Vậy câu số 2 đó là người ta hỏi là những nhóm dân tộc này chủ yếu sống ở đâu? Work in groups, write down the names of the ethnic groups in the correct boxes. Can you add more? Đó là hãy làm việc theo nhóm và viết tên của những nhóm dân tộc ở trong khung vào cái khung chính xác, và bạn có thể bổ sung thêm không. Rồi mình có những nhóm dân tộc như là Bana, rồi Brao. Rồi tiếp theo là Chăm, Ed, Nùng, Hơ Mông, Khmer, Lào. Rồi Gia Rai, Sedan, Tày và Việt. Người ta cho là từ Northwest Region. Vậy đây là khu vực phía Tây Bắc. Vậy khu vực phía Tây Bắc thì mình sẽ có người Việt nè. Rồi người Hơ Mông và người Lào. Vậy đây chúng ta sẽ liệt kê đó là người Việt nè. Tiếp theo là người Hơ Mông và người Lào. Rồi, tới phần Northeast
region, northeast region đó là khu vực đông bắc. Tại khu vực đông bắc thì mình sẽ có người Việt này, người Hờ Mông, rồi người Nùng ha, và người Tày. Tiếp theo mình có Red River Delta, đó là khu vực đồng bằng sông Hồng ha. Red River mình sẽ dịch là đồng bằng sông Hồng, chứ mình không nói mình không có dùng sông đỏ nha. Red River mình sẽ dùng là đồng bằng sông Hồng. Vậy đồng bằng sông Hồng thì sẽ có người Việt ha. Tiếp theo là The Central Highlands. Đây là Tây Nguyên. The Central Highlands. Tây Nguyên thì mình sẽ có là Việt nè. Tiếp theo là Bà Nè. Rồi Brown nè. Ed Zarai Sedan. Và cuối cùng đó là Mekong River Delta, đó là đồng bằng sông Mekong. Đồng bằng sông Mekong thì mình có là người Chăm, rồi Khmer và người Việt. Đó. Right. Giờ bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo là bài tập số 3. Choose one group and talk about them. Đó là chọn một nhóm và nói về 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 chúng, về họ. Và ở đây thì cô sẽ nói là về người Việt của mình. Task 3. Ở đây cô sẽ nói về Việt ha. Nó là the Việt live everywhere in the country. They have the largest population. They have many kinds of food from north to south. They often celebrate many festivals during the year. And they have the traditional custom như là áo dài này, rồi áo bà ba. Right, trong đoạn này thì cô nói về người Việt ha. The Việt live everywhere in the country. They have the largest population. They have many kinds of food from north to south. They often celebrate many festivals during the year. They have the traditional custom. Áo dài, áo bà ba. Đây cô nói là người Việt thì sống ở khắp mọi nơi trên đất nước và họ có dân số lớn nhất và họ có nhiều loại thức ăn từ Bắc vào Nam và họ thường tổ chức nhiều lễ hội trong suốt cả năm. Ngoài ra là họ còn có những trang phục truyền thống như là áo dài và áo bà ba. Áo dài và áo bà ba. Rồi như vậy là cô đã xong bài tập Task 3. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong tất cả các phần bài tập trong phần Communication Unit 3 People's of Vietnam trang số 31 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào lời giải 2.com để tìm hiểu những bài mới nhất nhé. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài giảng tiếp theo.